Bây giờ trong chương trình live show của anh Chí Tài mà giờ Thu Trang bị bận đột xuất không tham gia được, anh thấy sao Lực? Mặt quá vậy đi. Hốt quảng. Ông nội tôi không dám nói. Tôi hỏi tôi mấy cực kỳ, thật sự ra Trang rất là muốn tham gia luôn á, nhưng mà do lịch phim Tết nó bận quá bận. Không thể nào mà sắp xếp được. Nhưng mà lúc đầu là Trang sắp xếp được đúng không? Nhưng mà do lịch phim bị thay đổi nên là mình phải thông cảm cho Trang đúng không anh? Phải thông cảm quý vị ơi, thông cảm cho vợ tôi, tại vì anh em nghệ sĩ thì rất là thương nhau. Khi mà có một cái sự kiện gì đó là tất cả mọi người đều muốn góp mặt hết. Tại vì đây giống như là ngày hội của anh em rồi đó. Cái chuyện diễn là dù khán giả là chính, còn cái chuyện phụ nữa là anh em được gặp mặt vui vẻ với nhau. Lâu lắm rồi anh em mới gặp mặt vui vẻ. Thật sự ra không có thu xếp được lịch là một cái sự mà khó chịu cực kỳ, tại vì nó đã nói chung là đã tìm đủ mọi cách mà vẫn không được. Tôi nói tới tôi thương vợ tôi quá. Nếu em có coi được cái clip này, em nhớ là anh yêu em nhiều lắm nha Trang. Bữa này live show Chí Tài mà em nói gì yêu em. Tranh thủ em thể hiện tình cảm. Diễn đây thôi, diễn mình cá xê em có về. Đâu gì cá xê, là cái chuyện cá xê là vợ em biết hết mà. Đây diễn sao mà đưa tiền cho vợ? Sợ thật anh nói diễn thịnh. Anh cũng vậy luôn đó em. Cá xê cũng vậy luôn. Sao thịnh? Mang giày nộp luôn chị. Chưa đồng nào tài luôn hả? Trời ơi, trời nghiệp thịnh quá trời luôn mà. Tiền đạo diễn nè, rồi tiền mà diễn viên rồi Thanh Thúy lấy hết trơn rồi. Thúy, dù gì em cũng cho chồng em đổ xăng chứ. Rồi bây giờ trong chương trình Thu Trang với lại Nam Thư với lại là ai về là đi quay phim với chung với con chị rồi giờ không tham gia được, chị thấy sao chị Lê Giang? Kính thưa quý vị khán giả, thật sự mà nói là hôm nay là Lê Giang đến tại sân khấu Trống Đồng, có rất anh em nghệ sĩ. Có rất là sao? Có rất anh em nghệ sĩ là sao? Ủa? Có rất nhiều. Đây là live show của anh Trấn Tài. Chí Tài, trời ơi sao tôi lộn xộn quá. Kế bên tôi là đứa em Tiến Lực. Và kế bên đây là bé gì? Ngọc Châu là diễn viên trẻ. Còn kế bên kia nữa là Khả Như. Đó là mà Khả Như là hiện tại cũng đang được quý vị khán giả yêu mến. Đoàn cơm, tập live show nhỏ. Bây giờ nói về ăn uống của đoàn live show. Nói live show. Chị Giang, em đang hỏi là không có Thu Trang, không có Nam Thư, ai chờ chị thấy sao bây giờ chị đá qua quá. Vậy chị nói cái nào trước, chị đâu có ấy, chị ngăn nắp cho tụi bay hỏi thì tao trả lời đó à. Không có Thu Trang, không có Nam Thư, không có ai chờ chị thấy sao. Sự thật là như vậy, khi mà đến đây tập rồi thì mới nghe một thông tin là không có Thu Trang ai chè về Lâm. Đúng rồi, nói chung là nghệ sĩ ngộ lắm quý vị ơi. Đây nè, đó, tôi nói như vậy nè, chỉ cần một buổi tập như vậy thôi là tình thương mến thương thiệt. Nhiều khi Facebook lướt qua chấm chấm like đó là nghĩa là nói đi xe gì tới đây? Đi xe máy đúng không? Không, chị đi xe có tài xế chở. Có tài xế chở. Hồi trước chị có đi xe máy đúng không? Đúng. Mặc đồ đi xe máy. Đó. Lúc mà anh Trịnh Minh Dũng chở chị rồi đó, chị bị cái gì? Ê! Mặc dù là chưa tập và cũng chưa biết kịch bản như thế nào. Nhưng mà
mà vui là vui gì không? Vui là bé bán gần hết rồi. Đúng rồi. Bé bán gần hết thì đồng nghĩa với việc là anh em nghệ sĩ sẽ không bị mất luôn. Đúng rồi. À, ai nói gì vậy? Ai nói gì vậy? Rất là vui. Nó đúng vậy mà ai nói gì vậy vậy? Máy quay hình người ta cận mặt gì ai nói gì vậy? Chỉ qua thằng đó coi thằng đó được. Qua bên đi ngon một ít vé cho nên là quý vị khán giả nhớ ủng hộ nha.